Vâng, Mazda CX-5 sản xuất 2017, phiên bản cao cấp nhất 2.5, 2 cầu các bác nhé. Đó, em đang bán là 450 triệu. 450 triệu các bác nhé. Đó, các bác mua chiếc xe này là sẽ rẻ hơn thị trường khoảng tầm 100 đến 101 đấy ạ. Tại vì thị trường những chiếc xe mà CX-5 2017 bản 2.5 cao cấp nhất là anh em đang bán tầm 550 đến 560 triệu. Đó, vâng, thì vậy thì chắc hẳn là các bác là sẽ đặt câu hỏi là vì sao lại bán rẻ hơn như vậy, đúng không ạ? Vâng, thì nó là đều là có lý do các bác nhé. Nó đều có lý do. Đấy, thì con này hôm nay em Khương cũng đổi xe được cho một anh ở Hải Dương. Thì là chiếc xe này là anh đi là anh cũng mới bị là va chạm cái phần đầu. Đấy, bị va chạm cái phần đầu này thì là đã thay cabo này các bác này, và thay hai cái đèn này này, thay cản, thay yếc này. Đấy, đây này là mới bị luôn các bác nhá. Đấy, mới bị này. Đấy, cái đèn này đây nó vẫn còn lệch này. Đấy, rồi là đây hai bên đèn này là thay hết rồi các bác nhá, hai cái đèn này thay. Đấy, thì là em có như nào thì em tả thế để bác nào mà muốn mua rẻ rẻ đấy, cái các bác muốn trải nghiệm chiếc xe gầm cao mà vừa vừa ấy, vừa vừa tiền đấy, thì các bác nhà mình chấp nhận được cái lỗi nó cho phép thì là các bác sẽ các bác mua các bác nhé. Em bán em cũng sẽ nói luôn cho các bác. Đấy, đây các bác nhé, đây em sẽ cho các bác xem cái phần đây, có nghĩa là con này là cái phần này đây, đây các bác này, cái phần này này là đã được thay rồi này các bác này. Đấy, nó bị đến cái phần này các bác nhé, nó bị đến cái phần này. Còn cái xương này là vẫn còn nguyên này, cái xương này vẫn còn nguyên này. Cái này nó chỉ bị chấn động một chút thôi. Đấy, nó bị chấn động, nó xô một chút thôi, nhưng không làm sao cả. Có nghĩa là cái xương này là vẫn còn nguyên các bác nhé. Cái xương này là vẫn còn nguyên. Đấy, xương đầu bên trong này là vẫn còn nguyên. Đấy, là vẫn còn nguyên hết luôn. Tất cả từ cái phần lắp giảm sóc này đấy, cũng chưa tháo ra đâu các bác nhé. Chưa tháo. Có nghĩa đây con này chỉ thay đèn này, thay hai cái đèn và thay cái rằng đen này các bác này, thay cái rằng đen đó, đến cái phần này. Và cái này vẫn còn nguyên các bác nhé, cái phần xương này, cái phần xương này là vẫn còn nguyên, nó không bị làm sao cả, không vào các bác nhé. Đấy, không bị làm sao cả. Và cái này con này cái phần giảm sóc cũng là còn chưa phải tháo các bác nhé. Máy thì còn nguyên, cũng chưa phải động chạm tháo gì đến các bác nhé. Đây máy này còn nguyên này, chưa phải động chạm, chưa phải tháo gì. Đấy, có nghĩa là nó chỉ bị va chạm cái phần đầu này, hai cái đèn này các bác này, đến cái phần cản này và đến cái phần này các bác nhé. Đấy là đã thay thế rồi. Đấy, còn đâu là con xe này là máy móc khung sườn. Đấy, nó không vào đến trong các bác nhé. Đấy, không vào đến trong, có nghĩa là cái con này nó ở lỗi cho phép thôi các bác nhé, ở lỗi cho phép. Đấy, thay cabo các bác nhé, thay hai đèn, thay cái phần này. Đấy, thay cái cản này các bác nhé. Đấy, và thay cái xương đen. Còn ụ trong rồi là tất cả các cái là còn nguyên các bác nhé. Máy móc còn nguyên. Đấy, chưa làm sao cả các bác nhé. Đấy là em thông báo tình trạng bác luôn là vì sao mà nó rẻ như vậy, để bác nào mà cảm thấy chấp nhận mà mua được. Đấy, thì là các bác mua các bác nhé. Con này thì em tiếp cả các bác thợ nữa. Đấy, bác nào thợ mà thích mua về mà các bác dọn dẹp lại để các bác bán thì là các bác cứ liên hệ với em các bác nhé. Đấy, còn đâu là em thì em tình trạng như nào thì em bán như thế thôi, em cũng không muốn dọn niếc nó mất thời gian. Đấy, đấy các bác nhé. Đấy, tại vì là đây các bác này, con này thì cái vành của nó thì nó cũng không được đẹp đâu các bác nhé. Đấy, để em tả luôn tình trạng các bác. Đấy, con nào vành đẹp thì em bảo đẹp, con này thì cái vành này đấy, nó cũng không được đẹp đấy, các bác nhé. Đấy, còn đâu là thân vỏ cái phần này thì không có bị va chạm gì các bác nhé, không có bị va chạm gì. Đấy, nó chỉ bị mỗi cái phần đầu cái đó thôi các bác nhé. Đây con này thì cái vành của nó không được đẹp. Đấy, vành này về thì bác nào thích thì phay lại các bác nhé. Đấy, thích thì phay lại. Đấy, còn đâu là đuôi này cũng không làm sao này. Đấy, đuôi này cũng không làm sao. Đấy, đuôi cũng không làm sao, cái phần bên này thì cũng không làm sao. Đấy, chỉ có mỗi phần đầu và cái vành cái yếc ấy nó hơi xấu một chút thôi. Đấy là em đã báo luôn cho bác rồi bác nhé. Đấy, con này thì nó là bản cao nhất rồi các bác nhé, nó là con loa bâu này, bản 2.5 các bác nhé, bản phiên bản 2.5
hai cầu đấy, hai cầu 2.5. Nội thất con này thì cũng còn rất là ok quá nhá. Nội thất ghế đây đấy, cũng còn rất là ok luôn. Nội thất ghế ok đấy, các con này thì nó chạy được 5.8 đây các bác nhá, 5.8 này, 5.8. Vô lăng vô yếc, các nút các phím là đẹp các bác nhá. Vô lăng vô yếc, các chi tiết đẹp. Chỗ này thì nói chung là hơi bật một chút thôi, nhưng không sao cả. Ngoài ra các bác nhé, ngoài ra thôi, không có gì cả. Đấy, còn trần chiếc thì là trắng sáng các bác nhé. Bác nào mà nói chung là thực ra là cái phần, cái lỗi phần đầu như thế nó cũng là cho phép rồi các bác. Nhưng mà đây là các bác nào đã mua được rẻ hơn rồi. Đấy, bác nào mà chấp nhận mua thì là em nghĩ là rất là ok thôi, không có gì cả. Đấy, nếu bác nào mà không quá phải quan trọng lắm đấy, thì là em nghĩ cái đấy là nó cũng bình thường thôi, không đến nỗi nặng lắm đâu. Đấy, mà nó cái xe sợ nhất là nó ảnh hưởng đến kết cấu của xe thôi. Đấy, nó ảnh hưởng kết cấu của xe, phải lắn khung lắn càng thôi thì các bác mới sợ thôi. Còn đâu cái lỗi đó là em nghĩ là vẫn bình thường đấy. Đấy, không có gì cả các bác nhá. Còn đâu là phần thân nhức nó không làm sao cả đâu. Nội thất thì tươi đẹp. Đây các bác này, nội thất tươi đẹp. Nội thất tươi đẹp. Đấy, ghế ghiếc, tất cả các cái. Đấy, 2017 các bác nhá. Con này bảo dưỡng full chính hãng Mazda Hải Dương luôn. Đấy, full chính hãng Mazda Hải Dương. Đèn đón đây các bác này. CX-5 máy Sky Active thì chạy con này nó rất là ok các bác ạ. Đấy. Đây. Cốp kiếc. Nói chung con xe con này thì nó cũng khá là tươi các bác. Xe mà chạy gần 6 vạn thì nó cũng là bình thường các bác nhé. Cốp kiếc. Cốp kiếc thì cũng sáng các bác nhé, các chi tiết đây. Đó. Em quay xe thì em cũng hay đi vào các ý chính thôi để cho các bác nhà mình lắm được. Đấy. Còn con này thì là nội thất nội yết của nó thì cũng còn rất là ok. Đấy. Nội thất ok các bác nhá, ghế kiếc là đẹp. Ghế yết. Ghế là zin các bác nhé, chưa phải bọc lại gì cả đâu các bác nhé. Nói chung cái xe mà chạy tầm khoảng 6 vạn thì nó cũng chưa phải là cái vấn đề gì quá là to tát các bác. Con này có phanh tay điện tử này, các chế độ lái này. Đấy. Táp lì táp viếc. Đẹp các bác nhé. Trần chiếc sáng. Loa bầu. Còn này loa các bác nghe thì nó cũng rất là hay. Tại vì loa của nó là loa bản 2.5, nó loa cao cấp rồi. Lúc mới là nó cũng khá là đắt các bác. Lăn bánh con này lúc mới nó cũng phải tầm xích xoát tỷ 2. Táp ly táp biếc đẹp các bác nhé. Ở chỗ này là có xước xát theo thời gian một tí thôi. Đấy. Các cái là sáng đẹp. Ghế này. Đó thì bác nào mà chấp nhận được cái lỗi này đấy, thì các bác có thể mua trải nghiệm chiếc xe này thì em thấy cái giá nó cũng rất là hợp lý rồi. Tại vì rẻ hơn cũng tầm khoảng 100 triệu cho các bác thì là cũng là ok thôi các bác nhé. Còn cái xe đẹp thì nó lành lặn đấy, thì các bác mua thì nó sẽ phải tầm khoảng 550 các bác nhé. Phải tầm 550. Con này tại vì nó con này của em nó là 2.5 2017 đấy, bản cao nhất mà các bác đấy, thì là thật ra là cái như em vẫn tả với các bác rồi đấy, cái lỗi như này là lỗi cho phép, tại nó không vào kết cấu khung sườn các bác nhé, nó chỉ bị cái phần đèn phần niếc này thôi.
Đấy, bèn này thay rồi, cái cản này cũng thay rồi. Đấy, cái xương giằng trên, cái xương đen đen đấy các bác ạ, là thay rồi. Đấy, còn cabo cũng thay rồi, còn kính là vẫn còn nguyên các bác nhé. Kính là còn nguyên. Đấy, không bị mất. Và hai cái phần tai này, hai cái phần tai này tất cả bụng giằng nhất là vẫn còn nguyên các bác nhé. Nói chung là không, nó không không vào trong, máy nó không vào các bác nhé. Nói chung chỉ bị cái phần ngoài này các bác này. Đấy, xô một cái đấy, xô một cái thì là nó sẽ bị như thế. Đấy, nó cũng không không đến nỗi mà chưa vỡ kính thì nó cũng không phải là nặng lắm các bác. Đấy, thì bác nào mà chấp nhận được cái lỗi đó thì các bác nhà mình mua đi cũng được, tại vì giá tiền cũng vừa phải các bác, hơn 400 triệu, 450 triệu các bác nhá. Đấy, bác nào thợ các bác thích mua thì cũng mua được các bác. Bác nào thích dọn các bác mua về các bác dọn. Đấy, các bác bán. Vâng, còn em thì em cũng không muốn dọn dẹp gì cả. Xe như nào thì em bán như vậy thôi. Thì bác nào mà quan tâm thì các bác alo cho em các bác nhá. Vâng, thì xin chào các bác.